Đoàn thân đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đến thăm hỏi, tặng quà và tham dự hoạt động trải nghiệm Trung thu cho em tại trường Trung học cơ sở Sơn Phú. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao quà cho các em học sinh trong nhà trường, chúc các em có ngày Tết Trung thu ý nghĩa và chia sẻ đến những bạn thiếu nhi gặp hoàn cảnh khó khăn trong mùa mưa bão. Đồng chí cũng đã trao 5 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Minh Tú cùng đoàn công tác đã đến tham quan tại một số lớp học, tham gia hoạt động trải nghiệm bày mâm cỗ Trung thu, nghe các em giới thiệu về ý nghĩa của mâm cỗ Tết Trung thu.